Mến chào quý anh chị cô chú, lại là em Hoàng Duy đây. Hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thị trấn Ngã Giao là trung tâm của huyện Châu Đức nha quý anh chị. Đó. Thì hôm nay cái vị trí thửa đất của mình đó, nó nằm cũng thuộc dạng là trung tâm luôn, nhưng mà nó nằm ở trong hẻm. Đó. Thì cái hẻm này nè, thì cái con đường này nè, chạy ra tầm khoảng 300m nữa là đụng quốc lộ 56 nha quý anh chị. Đó, là đường thông huyết mạch giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đó, đó chạy thẳng ra quốc lộ 1A đó, đó. Thì thửa đất của mình ngày hôm nay với diện tích là ngang 9m, đó, sâu 25m đó. Bắt đầu từ cái trụ điện này chạy dọc về cái đường ranh này. Đó. Có rào hết lưới B40 rồi. Thì thửa đất của chúng ta có 60 thổ cư nha. 60 thổ cư là diện tích mà đủ quý anh chị xây các nhà ở cũng ok rồi. Đó. Nó thuận lợi cái là nằm ngay trung tâm thị trấn. Đó. Nên cái việc mà di chuyển giao thông đồ hay là đi chợ búa, bệnh viện, trường học đồ nó rất là ok luôn. Hiện tại thì đã rào lưới hết rồi, thì trong thì cũng vẫn trồng cây chuối, trồng cây điều. Đất rất là bằng phẳng luôn nha quý anh chị. Chất đất đó là chất đất đỏ Ba Giang đó, quý anh chị thấy không? Đất đỏ Ba Giang nha. Đất này là trồng cây ăn trái là tốt nhất luôn. Thì cái hướng của mảnh đất này là hướng đông nha. Đó, xoay về hướng đông. Sáng thì mặt trời trời rọi vào nhà nha, rất là tốt luôn. Thì tổng diện tích của miếng đất mình là 200m2 và nói về giá đi thì giá của miếng đất này là 2,2 tỷ. Đó. 2 tỷ 2 cho một lô đất ở thị trấn thì cái giá quá là hợp lý rồi anh chị. Đó. Anh đang đường xá điện đường rồi, dân cư xung quanh không, dân cư đông đúc hết rồi. Đó. nhà miếng này á, mua anh chị nào đầu tư á, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ lỗ rồi. Bởi vì cái giá này là cái giá em cảm thấy mà thấp nhất ở cái khu vực này rồi. Bởi vì đây là sát trung tâm luôn quý anh chị, chứ không phải là nó vùng ven trung tâm nữa, thị trấn nữa. Đó. Để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha, từ vị trí cho tới sổ và nói chung là các giấy tờ liên quan đến thửa đất này ha. Thì cuối cùng em xin quý vị ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em ha, để em tiếp tục chia sẻ những mảnh đất hàng ngày nha. Và cuối cùng xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ha.